Chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu mặt ghế trang điểm này, ghế quầy bar này, ghế spa này, ghế phun xăm này, hoặc là ghế quầy lễ tân cho các bạn xem nhé. Đây là mẫu giòn xoắn mọi người ạ. Mặt ghế này thì mình có sẵn 3 màu này, màu caro trắng đen này, màu đen này và màu nâu cà phê nhé. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết từng màu cho các bạn xem nhé. Đây, sẽ lia từng màu này. Đấy. Và cuối cùng là màu trắng nhá. Chất liệu của nó là một chất liệu bọc da mọi người ạ. Các bạn nhìn này, chất liệu cao su đúc rất chỉ là đẹp, tạo lên các đường xoắn cách điệu này. Đường kính của nó tầm 33 cm, dày tầm 5 cm nhá. Các bạn mua hàng lưu ý nhá, khi mà các bạn đã khoảng lỗ ngang giữa hai loại này cho mình, đây là lỗ 8 mà mình có sẵn, nhưng mà nếu mà các bạn là lỗ 10 thì các bạn chọn lỗ 10 thì bên mình cũng sẽ đặt khoan lỗ 10 cho các bạn nhé mọi người. Đấy, các bạn để ý cái lỗ dưới này cho mình nhá. Quan trọng nhất là khoảng cách hai lỗ ngang, lỗ 8 mà lỗ 10 đấy mọi người ạ. Hàng thì mình có 3 màu cho các bạn lựa chọn. Thôi mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.